Xin chào chị Hannah Đinh cùng với toàn thể đội ngũ admin của Page Scholarship for Vietnamese Student. Mình tên là Quỳnh Chi, hiện mình đang là sinh viên năm 3 tại trường Đại học Quốc tế Tokyo ở Saitama, Nhật Bản. Nhưng mà hiện tại thì đang là kỳ nghỉ đông, nên là mình đã tham gia một dự án tình nguyện ở bên Thái Lan, dự án thông qua ISEC. Và thực ra là việc mà mình ở Thái Lan này thì nó liên quan mật thiết đến Scholarship for Vietnamese Student, tại vì là nhờ có post trên page mà mình mới biết đến dự án mà mình đã đăng ký, và mình hiện mình đang ở Thái đây. Nên là mình làm một cái video clip nhỏ nhỏ này để gửi tới chị Hannah Đinh cùng với toàn thể đội ngũ admin page người cảm ơn sâu sắc nhất vì đã cung cấp cho mình và rất nhiều bạn độc giả khác thông tin hữu ích. Và nhân dịp xuân mới kỷ hợi năm 2019 thì mình xin chúc chị Hannah Đinh cùng với toàn thể các bạn admin một năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và cũng chúc cho độc giả, chúc cho những bạn follower của page sẽ tìm được học bổng phù hợp với bản thân và sẽ apply thành công trong năm mới này. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Cao Trà My và hiện tại em đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Em có dự định là apply học bổng để đi du học thạc sĩ ở Anh hoặc Thụy Điển gì đấy sau khi hoàn thành xong chương trình đại học. Năm mới cũng đến rồi thì em xin kính chúc cho tất cả các anh chị, các bạn đang học tập hay là làm việc tại các nước trên thế giới có một cái Tết thật là vui vẻ và ấm cúng, hoàn thành được tất cả các mục tiêu mà mình đặt ra trong năm mới và sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Cũng chúc cho gia đình của em, bạn bè của em có một năm mới thật tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc cho page của mình sẽ có thật nhiều thông tin bổ ích dành cho tất cả các bạn và ngày càng phát triển. Cũng chúc cho chính bản thân em sẽ hoàn thành được tất cả các mục tiêu để dần tiến tới cái ước mơ mà em đã đặt ra là trở thành một du học sinh giống như các bạn và các anh chị. Lời cuối cùng là Happy New Year! Xin chào tất cả mọi người, em rất xin chào anh Nguyễn Quân Nghệ An. Nhưng mọi người phải đấy không thể cắt đồng giang sắp lưới rồi. Và năm mới kỳ hời này thì em xin chúc mọi người sẽ có một sức khỏe dồi dào, thành công trong cuộc sống. Đặc biệt là những bạn followers của page và các anh chị trong đội ngũ của team sẽ có sức khỏe rất tốt và hạnh phúc, có thể đạt được những mục tiêu mà mình đang định đạt trong năm nay. Và cuối cùng em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả đã hỗ trợ em vừa rồi. Cảm ơn công việc của các anh chị khi em đã học hỏi rất nhiều thứ và em cũng rất thích công việc này. Em mong page sẽ càng ngày càng phát triển, hoàn thiện hơn và sẽ có nhiều bài follow hơn, giúp được nhiều người có thể sang học bổng như người Happy New Year. Chào các bạn, mình là Bảo, mình đang là một trong những team members của page Scholarship for Vietnamese Students. Mình đang học tại Đại học Queensland, Úc. Thì năm mới mình chúc các bạn Scorefans ngày càng thành công và đạt được nhiều học bổng hơn. Và chúc page của mình cũng sẽ ngày càng thành công, được biết đến rộng rãi và sẽ giúp được nhiều sinh viên Việt Nam hơn trong tương lai. Chào các bạn. Xin chào tất cả mọi người, nhân dịp đầu xuân năm mới thì mình Hannah, founder của page Scholarship for Vietnamese Students, xin chúc mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, nhiều sức khỏe và sớm đạt được những ước mơ của mình, trong đó có ước mơ săn học bổng đi du học nhé.